đây bắt đầu làm cái sauce mà để cho mình ăn đồ biển đó cả nhà. Bây giờ Phượng Lê làm cái sauce bơ tỏi trước. Lê lấy một nửa. Hôm nay khi tỏi cho nó vàng rồi, hôm nay chỉ bỏ bơ vô là thế thôi. Tại đồ biển đó, mình không có đồ biển nó đã cái tính chất đồ biển nó đã mặn sẵn rồi đó, thành ra mình không có nhiều, mình chỉ làm cái flavor, cái mùi vị cho nó thơm thôi cả nhà. Chứ phần đồ biển mà mình nêm nhiều quá đó, nó không có ngon. Mình cần phải ăn nguyên chất cái đồ biển đó, nó ngọt thì nó mới ngon. Thành ra Hạnh Lê chỉ làm cái mùi thơm thôi để mình ăn với đồ biển, Hạnh Lê không có nêm nhiều. Hơi khá nhiều bơ nha, tại vì nó là bơ tỏi mà. Đó, nó thơm lên nè, thơm quá. Lê đã làm xong một gia vị bơ tỏi rồi cả nhà. Lê đổ qua. Rồi, hình đây làm thêm một cái nước sốt khác nữa nha. Hình đây làm cái nước sốt này là lây và nhiều lắm á, cũng tỏi thật là nhiều. Anh Lê bỏ tỏi, bỏ gừng, củ hành. Hôm nay khi cho nó thơm lên. Đây có tỏi nè cả nhà, tỏi, gừng, củ hành tím. Hôm nay khi lên cho nó thơm. Chờ cho nó vàng á cả nhà, nó vàng nó thật là thơm lên rồi, sau đó là Hạnh Lê bỏ cái sauce Singapore nè, Singapore chili crab nè, là cái sauce này nó ngon, nó thơm nhưng mà nó hơi cay một chút nha cả nhà, nó hơi cay một chút nhưng mà không cay không ngon đâu. Đây đó là cái này là cái sauce, cái này là cái bột ớt. Hạnh Lê không có bỏ vô thêm, tại nếu mà ai muốn ăn cay nữa thì bỏ vô thêm. Hạnh Lê sợ cay nhiều quá đó, Hạnh Lê làm vừa thôi. Hạnh Lê chỉ lấy cái này, cái sauce của nó là nó đã cay sẵn rồi, không muốn cay thêm nữa. Còn cái vị này nó chỉ là bột thôi. Thơm lắm đó. Cái này chỉ là bột thôi, Hạnh Lê bỏ vô đây để cho một chút cái nước sốt của mình đó. Nó có phần đậm đặc. Thơm mùi gừng rồi thơm mùi tỏi rồi thơm mùi hành nữa cả nha. Khi mình ăn đồ biển á, mình phải có chút xíu gừng. Rồi sau đó Hạnh Lê
mình bỏ vô thêm một muỗng bơ nữa nha. Anh Lê cũng cần một cái xíu vị béo đó, Lê bỏ vô một tí bơ nữa. Này nó cũng vừa ăn rồi đó cả nhà, nó không có cần phải nêm gì nhiều đâu. Sốt này là nó vừa ăn lắm rồi, mình không cần nêm cái gì thêm nữa hết. Mình lên bỏ thêm một tí sữa nữa nha. Bỏ sữa cỡ vừa, nó vừa sần sệt thôi cả nhà, không cần bỏ nó quá lỏng vào. Đó, như vậy là lên mới vừa ý nè. Nó sần sệt, nó không có lỏng quá mà nhưng mà nó không có đặc, nó phải sần sệt như vậy để họ nó mới quấn cái đồ biển của mình đó cả nhà. Nè cả nhà xem nè. Cái sốt hành Lê làm nó phải sần sệt như vậy nè, một hồi cái anh Lê bỏ vô cái đồ biển của anh Lê đó, cái nó áo lên một cái màu sốt đó, rồi nó sền sệt với cái đồ biển của mình đó, rồi nó cay cay. Anh Lê bỏ không hết bị đó nha cả nhà, bỏ có nửa bị thôi, tại sợ cay quá đó. Còn nhiều phụ nữ khác không có ăn được, anh Lê cũng không có ăn được cay cay lắm. Ngon không cả nhà? Quá hấp dẫn. Ốc mình rửa nè các bạn, mua này sau khi đó, mình xử lý xong đó, rửa sạch sẽ rồi đó. Ngực này mình cũng rửa sạch rồi đó các bạn. À, và con mắt sầu này anh Lê cũng rửa sạch xong. Cho nó dưỡng bụng. Thế là xong rồi đó cả nhà. Anh Lê đó, sau khi tất cả mấy cái đồ biển mà hồi sáng thì anh Lê mua đó, mua đó cả nhà, thì anh Lê đem đi hấp nè. Cái vị này á, nó chịu đựng được 200 độ, nó không có bị quéo, không bị cháy đâu cả nhà. Người Tây á, người ta bỏ nguyên con gà lớn vô đây nè, rồi còn người ta bỏ vô trong cái oven này nè, rồi nướng. Cái vị này á, chịu cái sức nóng nhiều lắm. Thành ra Hạnh Lê chỉ bỏ mực nè, hồi nãy Hạnh Lê đã luộc xong, Hạnh Lê bỏ vô và bắt đầu một hồi cái Hạnh Lê bỏ gia vị vô. Hạnh Lê chia ra hai bọc. Sốt vô cái mình sốc lên rồi mình hâm cho thật là nóng.
là bắt đầu mình đổ ra là mình ăn. Người này mình mới có buổi tiệc tiệc lớn nè, happy birthday chị. Cảm ơn nhiều nhiều mấy anh biết chị. Món này là nó là lạ lắm nhưng mà mình ăn á, nó vừa vui mà vừa tiện gọn. Mình ra ngoài nhà hàng là nó cho mình ăn y vậy. Bữa nay là em làm giống hình nhà hàng luôn. Nhà hàng ăn sao lại ở nhà em làm y vậy luôn. Rồi. Việt Nam tên hả? À, chút có dạ, nhà hàng Việt Nam. Bò ngư hả? Bò ngư chút xíu. À chút xíu em hấp. Bò ngư mình ăn trước. Bò ngư hấp mình bỏ miếng gừng hành. Chút em hấp bò ngư cái mỗi người mỗi miếng với gừng hành. Thì phút xong rồi. Bơ tỏi hồi nãy Hạnh Lê làm á. Hạnh Lê làm thì bây giờ tất cả mình hấp. Mình chỉ đem đồ biển này nè, mình hấp xong hết rồi giờ mình bỏ sốt bơ tỏi vô cả nhà. Rồi mình muốn ăn nóng mình hâm cho thật nóng lên. Đúng ra mình bỏ trong ao mình ăn á, mình lâu hơn. Mình hâm trong microwave á nó lẹ hơn. Mình bỏ cho ao mình cũng được tại cái bọt này nó chịu tới 200 độ là mình bỏ nguyên con gà mình nướng mình nấu được. Sau ra mình đem tới giai đoạn thêm một cái màu sốt khác. Tại vì á nếu mà mình làm một cái một mùi đó cả nhà thì mình ăn nó cũng ngán lắm, thành ra mình đây chia ra hai mùi ăn cho nó đỡ ngán. Cái sốt này nãy mình đây có chia sẻ rồi cũng dễ làm lắm. Mình đây làm những món là dễ làm không? Dễ làm mà chỉ dễ nhớ. Đây xong rồi đó, giờ bắt đầu hành lê cột, hành lê hâm tiếp. Rồi, đó bắt đầu mình xốc lên nè. Xốc lên cho gia vị nó thấm nè. Rồi nó thật, giống y như trong ở trong tiệm đó liệu như cái mùi thơm gì á. Thì trong tiệm nó cũng làm mà. Xin chào. Yeah. Rồi. Khui thông. Khui thông. Các chị chào ra nha. Nhẹ nhẹ tăng hai chút. Trời ơi, mình phải nương đâu chứ. Làm cho bắp thép nha. Đó, y tiệm ha. Đó, thơm quá. Thơm. Lớp nào à? Dạ. Cái này luôn phải không? Ốc rồi dạ. Cái này là Singapore. Đó. Cái này là garlic sauce. Yeah. Cái này cay. Bơ tỏi đó, cái này là bơ tỏi nè. Cái này là cay. Đúng quá. Sao quá, có cua nó biết nha. Cái này bơ tỏi, cái này là cay, cái này Singapore sauce. Mình bơ tỏi thì nhìn nó vậy nhưng mà nó thơm lắm tại vì mình hâm cái bơ thôi đó. Rồi. Rồi, hấp dẫn nhưng mà chưa biết ăn nó ra sao nha. Đây, Hạnh Lê cũng sắp hoàn thành một buổi tiệc cho một người chị. Hạnh Lê còn một món cuối cùng là món seafood với những cái khẩu vị mà Hạnh Lê đã giới thiệu với mọi người đó. À, cái món sau cùng nha cả nhà. Cả nhà có thấy không, nếu mà tại vì Hạnh Lê đó đã đi ăn cái buổi tiệc này ở ngoài nhà hàng rồi rất là mắc tiền cả nhà. Nếu mà hôm nay mình tự tay mình làm ở nhà như vậy đó không có bao nhiêu tiền hết, chỉ có nửa giá thôi cả nhà. Mà ấm cúng mùa đông mình ăn ở tại nhà thì nó ấm áp hơn. Đó. Này đây. Đó. Sinh nhật của ai vậy ta? Quá thịnh soạn. Giờ mình bỏ đèn nha. Đèn đến giữa này ha. Giờ đèn cứ để đi đâu có ảnh hưởng gì đâu, cho nó đẹp. Cho nó đẹp, cho nó điệu một chút. Quá trời hấp dẫn.
này là đỏ tình yêu nghe. Rồi, lên ngồi. Rồi, xin mời cả nhà. Birthday to you. Happy 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 birthday to you. Cảm ơn Andy, cảm ơn tất cả mọi người. Đậu riêng hả? Mọi người giơ tay cho em coi. Ủa anh đeo bao tay vô. Không, anh đeo bao tay vô. Cái làm đi được nào. Mời mời cả nhà, mời cả nhà. Rồi ơi chị bày. Anh em mình tắm mưa. Rồi rồi. Rồi anh cô ra tầm đâu nha cháu. Dạ, nó không ăn này. Dạ, nó ăn trên kia rồi. Còn nghe lớn thì em thì hôm nay các bạn đi chơi dạ. Rồi mời chị bày. Dạ mời mấy anh chị, mấy anh chị. Dạ, bên bên kia là Singapore sốt á chị, bên đây là bơ với cả lịch á, bơ tỏi á, ăn bóc tay nha chị bảy. Dạ à, bào ngư chị ăn cái đó đi rồi em làm bào ngư cho bên kia anh không cho em rồi đi dạ nha, để em lấy bào ngư cho chị bảy. Tàu biển không á? Có cái con bác còn bao nhiêu nữa, còn bao nhiêu nữa. Giơ tay cho em coi thêm mấy cả nhà ơi. Cả nhà khoe cái tay cho em coi cả nhà. Người nào có đeo tay cho chị. Hello. Hai tay luôn. Cái tay này nó có hai cái. Hai cái càng. Đẹp quá. Đó, vậy cũng đi. Mời cả nhà nha, mời cả nhà. Dạ. Cầm cha. Rồi, anh kêu anh lên cho nha. Dạ.
cảm ơn mấy anh. Hồi nãy giờ Hạnh Lê chia sẻ buổi tiệc cũng đã dài, Hạnh Lê xin tạm dừng và hẹn mọi người ở video sau nha mọi người. Bye bye mọi người. Bye bye. Nhớ ủng hộ Hạnh Lê Úc Châu nghe mọi người. Yes. Bye bye.